sau 4 năm từng tổ chức lễ hội vì dịch bệnh COVID-19 và mở rộng, chỉnh trang khuôn viên di tích Đền Trần, Đền Mẫu. Năm nay, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến được tổ chức sớm ngay trong tháng 1 âm lịch. Hiện thành phố Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị các công tác nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi về với Phố Hiến, Hưng Yên. Lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 2 đến hết ngày 2 tháng 3, tức ngày 20 đến ngày 22 tháng Giêng. Trong không gian văn hóa cổ xưa, tại các di tích lịch sử thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến như Đền Mẫu, Đền Trần, Đình Chùa Hiến, Đền Thiên Hậu, Chùa Chuông, Văn Miếu. Tại lễ hội, phần lễ sẽ được địa phương nỗ lực phục dựng lại các nghi thức tế lễ truyền thống nhằm tạo không gian văn hóa riêng. Phần hội là các hoạt động sôi nổi náo nhiệt với những trò chơi dân gian nhằm tái hiện khắc họa sống động cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền của Phố Hiến xưa. Năm nay thành phố tổ chức cái quy mô nó sẽ lớn hơn mọi năm, thành phố cũng chú trọng mời các đại biểu khách mời rộng hơn, chú trọng đến cái đêm khai mạc, tức là cái chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp và có mời những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn, và trong đó thì có rất nhiều những ca sĩ là thành danh nổi tiếng. Các cái hoạt động về hội thì thành phố cũng chú trọng hơn, đặc biệt là nhiều các cái trò chơi dân gian. Hy vọng rằng là sẽ thu hút được một cái lượng du khách rất là lớn về tham quan chiêm bái trong cái dịp lễ hội đầu xuân. Để lễ hội diễn ra thành công, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thành phố Hưng Yên đã tập trung đánh giá triển khai các nội dung công tác chuẩn bị. Đến nay, các khâu chuẩn bị từ hậu cần, danh sách đại biểu cho đến các kịch bản chương trình của lễ hội đã cơ bản được chuẩn bị chu đáo. Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng cũng đang tích cực tập luyện công tác chỉnh trang khu di tích, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đã sẵn sàng. Chúng tôi đã cho bổ sung thêm cờ tại các di tích, cũng như là đưa kiệu ra kiểm tra toàn bộ các cái kiệu có tại các di tích, lau chùi bao sái, sau đó là cũng đã làm việc với các cái lực lượng rước kiệu, là một cái công việc rất quan trọng trong cái lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Chúng tôi sẽ lựa chọn các cái sản phẩm, cái sản vật ẩm thực thật là đặc trưng của Phố Hiến, cũng như là bún thang, xôi vò, rồi chè sen long nhãn, một số các cái sản phẩm khác như là bánh răng bừa. Chúng tôi tuyệt đối là quán triệt cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra trước, trong và sau lễ hội. Hy vọng rằng với sự chủ động của thành phố Hưng Yên, lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu xuân năm mới này. Đây cũng là dịp để người Hưng Yên với du khách thập phương giao lưu, hòa đồng và trao truyền những đạo lý tình cảm khát vọng cao đẹp trong tiết trời mùa xuân.